Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 12 triệu token Orico nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn gần click phần link mô tả dưới video mình, mở Telegram Start Chatbot các bạn. Rồi, website của nó bằng dấu chép website các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bạn follow từ Twitter nè. Trên từ Twitter nè, bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn chính chắn như bị giết cái game tăng dần người bạn của mình vào nha các bạn. Tweet lên nè, sau đó các bạn bắt đắp lên nè, join lên group controller, rồi join tiếp lên group nè, dự án mới gà, rồi bấm nút chat nè, rồi các bạn bấm join này group nè các bạn. Rồi bạn nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn vút con Simber nè. Trên con Simber thì bạn login vào tài khoản của mình vào nha các bạn. Rồi bạn chỉ việc login thôi các bạn. Chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào After Wallet luôn đi các bạn. Mình làm dự án nào thì mình giá cho dự án nó phát triển thôi. Rồi bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Bạn bấm vào Put Now Orico Currency nè. Rồi bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đắp lên nè. Nhiệm vụ follow minimum này, nhiệm vụ không bắt buộc nên các bạn follow luôn được bạn, để kiếm thêm token các bạn. Rồi bạn follow nè, xuống đây các bạn vô tay nè cái luôn đi, đủ thông tin của nó nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè, bấm submit detail. Rồi các bạn điền là username Telegram các bạn đã xoan xào hay góp các bạn, nhấp vào gạch bài gạch bên cùng nè, nhấp vào check in. Copy username mình là @anh4số3. Username Telegram @anh4số3 nè. 123 4số3 nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Sau đó gửi đường link profile từ Twitter mình nè. Xin từ Twitter nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ, nhấp vào bài gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi lại cho bot nè. Sau đó các bạn bấm đòn. Rồi các bạn gửi địa chỉ VPN Samsung S20 trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục gửi đường link profile minimum của mình nha các bạn. Để nhấp vào minimum thôi. Trên đây mình minimum thì bạn nhấp vào avatar của mình. Avatar mấy cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bài cạnh cùng các bạn. Các bạn sao chép liên kết đường link minimum mình nè. Rồi bạn gửi lên support nè. Sau đó bấm là balance đi chết số càng mà kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 12 triệu token Orico nè các bạn. Các bạn gì lên ghép mình chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm token các bạn. Những video mình đến đây mới kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video từ mình nhé.